Ơi, mày đừng có đi ăn xa quá, coi chừng lại nha. Tâu hoàng thượng, xin người hãy bảo trọng long thể. Có thể do quá nhọc tâm cho đại hội vừa qua mà hoàng thượng đã bị tổn hại nguyên khí, nghỉ ngơi vài ngày người sẽ khỏe lại thôi. Nè thái y à, ta thấy mắt của ta bị giật giật hoài, ta cảm thấy bất an, không biết là có chuyện gì không. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, xin phép cho hạ thần được xem qua. Hoàng thượng, thần... Có chuyện gì? Ngươi cứ nói đi. Dạ, dạ thưa hoàng thượng. Thần tiên đoán, hoàng thượng đang bị sao quả tạ chiếu lên đầu. Cái gì? Cái gì sao quả tạ chứ? Dạ, xin hoàng thượng bất giận. Thực sự, thần vốn có khả năng tiên tri. Nhưng... Nhưng sao? Nói mau. Nếu ngươi gian dối nửa lời, thì đừng mong toàn mạng. Mau nói đi, ngươi nhìn thấy gì? Dạ, dạ thưa hoàng thượng, đây là điềm gỡ. Ấn đường của người đang tối dần. Nguyên do là đang có một ngôi sao nữ tinh chiếu giám. Sao nữ tinh? Dạ, dạ thưa đúng. Thưa hoàng thượng, vị nữ chủ đó sẽ xuất hiện từ phương Nam, sẽ thay bệ hạ lên ngai chỉ vì thiên hạ. Hỗn lắm. Dạ, thật không dám. Người dám buông lời ngông cuồng, suy đoán sàng bậy, làm cho ta hoang mang, ảnh hưởng long thể. Người đâu? Dạ, xin hoàng thượng tha mạng. Xin hoàng thượng tha mạng. Dạ, thật không dám. Dạ, dạ, dạ những điều thần nói là điều lo an nguy cho hoàng thượng. Ta không muốn nghe nữa. Ra ngoài. Dạ, dạ hoàng thượng. Đi ra ngoài. Dạ, xin hoàng thượng bất giận. Sao lại như vậy được chứ? Ta đã lao tâm khổ trí triệt hạ biết bao nhiêu nhân tài trong thiên hạ, vậy mà vẫn còn sống sót lại khắc tinh từ phương Nam sao? Không được, không thể được. Nhất định ta phải tìm ra, nhổ cỏ tận gốc. Dạ. Quá đẹp quá. Quá đẹp đi thôi. Phụ hoàng ơi, đây đúng là báo vật dương gian. Người tặng vật quý này cho chúng con thiệt hả? Tất nhiên rồi. Nếu không á, ta đâu gọi hai con đến đây để thưởng lãm. Ôi, chúng con xin đa tạ phụ hoàng. Đẹp quá hả? Khoan đã. Dạ. Vật đó thuộc về chủ, tất nhiên sẽ về giữa chủ. Nhưng trước khi mang ngọc về, ta muốn nhờ hai con một chuyện. Thưa phụ hoàng, có chuyện gì xin người cứ nói ạ. Ta muốn hai con ráng tìm một người tài còn lẫn khuất trong nhân gian để phò giúp triều đình. Nhưng bằng cách nào thưa phụ hoàng? Dễ thôi. Ta sẽ ra một câu đố, nếu ai đáp được thì hắn sẽ là nhân tài. Dạ thưa phụ hoàng, chẳng hay câu đố đó là gì ạ? Lính đầu. Dạ. Cầm giùm chị. Dạ. Đây, câu đố nằm trong này. Nè cô kia, nghe nói hai con vịt của cô biết nói tiếng người ha? Đương nhiên. Đây là vịt nhà tôi nuôi rất là đặc biệt. Nó có khả năng nghe được tiếng người. Không tin thì ông cứ thử. Thử bằng cách nào? Thì ông nói chuyện với nó.
Nó sẽ nghe lời ông nói đó. Cảm ơn cô. Ta không tin. Nếu như bây giờ nó có thể nghe được tiếng của ông nói thì ông tính cái gì? Nếu mà nó nghe được tiếng của ta nói thì ta sẽ mua hết hai con vịt này. Cái này là ông nói nha. Ừ. Bà con ơi, bà con làm chứng giùm cho tôi. Ông bá hộ đây nói, nếu như ổng nói chuyện với con vịt của tôi mà con vịt của tôi có thể nghe được lời của ông ấy nói á, thì ông ấy sẽ mua hết hai con vịt này luôn. Bà con làm chứng giùm tôi nghe. Được. Cần gì phải làm chứng? Ở cái làng này ai mà không biết ông bá hộ giàu nứt trứng như ta? Một lời ta nói ra là như đinh đóng vô cổ, cô biết không? Vậy thì tôi mời ông. Được, để ta thử coi nó biết nghe tiếng người không. Thử đi ông. Cầm cái gậy cho ta coi. Ta nói với con này. Cứ gì? Dịch, mày biết nghe tiếng người phải không? Trả lời hay quá. Thiệt. Hay quá. Hay quá. Nó biết nghe. Dạ đúng rồi ông. Để thử luôn cái tô bên kia thử coi. Dạ. Né cái đầu ra coi. Dịch, ngươi có hiểu ta nói cái gì không? Bây giờ thì ông đã tin lời của tôi chưa? Được, ta sẽ mua hết hai con vịt này. Cô bán bao nhiêu? Vịt của ta nuôi rất là đặc biệt, chính vì nó có thể nghe được tiếng người cho nên giá của nó sẽ mắc gấp 3 lần vịt bình thường. Không sao, vịt nó biết nghe tiếng người thì bao nhiêu ta cũng mua hết. Ta tặng hết cho cô luôn. Nè, ôm vịt về liền, mau lên. Dạ. Con vịt hay quá ta, nghe tiếng người luôn á. Ông nhớ nuôi nó cẩn thận nha, nó không có ăn cám bình thường đâu. Yên tâm, ta sẽ cưng chiều nó. Mua hai con ăn sao hết? Ai nói nhà ngươi ta mua vịt để ăn? Chứ mua về để làm gì? Ta mua về để những lúc ta buồn ta tâm sự với nó, đỡ hơn nói chuyện với cái đồ ngu như mày chán muốn chết vậy đó. Đi về. Quả là một cô gái thông minh. Trời ơi, nhưng mà sao hay quá ha. Cô ta có thể nuôi được một con vịt mà nghe được tiếng người đó. Thật ra hai con vịt đó không hề nghe được tiếng người. Cô ta đã cột một cọng dây từ chỗ cô ta vào chỗ hai con vịt. Thôi nhỏ quá, tôi không mua đâu. Sao kỳ vậy? Chỉ cần cô ta giật dây thì hai con vịt sẽ nói được thôi. Thì ra là như vậy. Nhưng mà chị nè, làm sao mình biết được cô ta thông minh chứ? Rất là dễ. Mình thử. Thử? Ừ. À, hay là mình tới đưa cô ta giải ra câu đố này đi. Phải rồi. Chào hai cô nương. Hai cô nương muốn mua gì? Ta sẽ mua hết. Mua hết luôn hả? Nhưng với một điều kiện, cô phải giải được câu đố này. Được rồi, hai cô nương cứ đọc đi, ta sẽ giải đố. Nghe cho kỹ và trả lời cho đúng nghe. Mình thì vuông vức, tay ngắn chân dài, trèo qua hai hòn động thiên thai. Hỏi là cái gì? Suy nghĩ cho thiệt là kỹ nha, rồi trả lời đó. Ta đâu cần phải suy nghĩ. Chỉ cần nghe gần hết câu thứ ba thôi là ta đã có câu trả lời rồi. Đó là cái yếm đào. Cái yếm đào? Cái yếm đào. Mình thì vuông vức, tay ngắn chân dài, trèo qua hai hòn động thiên tha. Đúng rồi. Là cái yếm đào. Chị, hay là bây giờ mình về mình báo với lại phụ hoàng liền đi. Phải rồi, vậy mà mình không nghĩ ra. Nhanh lên, báo với phụ hoàng đi nha. Ủa, sao nói mua hết mà không mua? Sao người đẹp mà kỳ vậy? Dạ thưa phụ hoàng, sau một thời gian vất vả tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tụi con đã có lời giải cho câu đố của người rồi. Hai con dâu của ta tài giỏi quá. Thật là vất vả cho tụi con rồi. Dạ thưa phụ hoàng, được phụ hoàng tin tưởng và trọng dụng thì chúng con lấy làm vui mừng lắm. Vất vả một chút cũng có đáng gì đâu à. Dạ thưa phụ hoàng, chẳng hay viên ngọc lục bảo đó tụi con có thể đem về được chưa ạ? Tất nhiên, đó là của hai con mà. Chúng con đa tạ phụ hoàng. À khoan đã, vậy là lời giải đáp
Nó ở đâu? Dạ là đây. Là đây thưa phụ hoàng. Hả? Ai? Ai đã giải đáp được câu đố của ta chứ? Dạ thưa phụ hoàng, đó là một cô gái chăn vịt. Cô gái chăn vịt à? Dạ đúng thưa phụ hoàng. Cô gái đó ở trong một làng quê nhỏ nghèo nàn ở phía nam, cách xa kinh thành ta hàng ngàn dặm. Dạ. Sao nữ tinh phương nam? Sau chuyến đi của hai cô con dâu, ông vua đã bắt đầu tin vào lời tiên tri của thái y hôm nọ. Vì không yên tâm, ông đã sai người đón cô bé chăn vịt vào cung, ngấm ngầm giám sát nàng mọi lúc mọi nơi. Ôi kìa kìa, trời ơi. Chị phải công nhận là thay đổi trang phục làm người khác hẳn ra, và không nhận ra được cô gái chăn vịt của ngày xưa nữa. Chị không ngờ chị em mình lại có duyên hội ngộ nhau sớm như vậy. Dạ. Chị dặn nè, từ rày về sau em cứ coi nơi này như là nhà của em. Từ nay em sẽ được sống sung sướng, không phải đi chăn vịt cực khổ nữa. Chị chọc em hoài hả? Mà tự nhiên nhắc tới mấy con vịt cái em nhớ mấy con vịt nhà ghê luôn á. Ôi đi vậy cái không biết mấy con vịt ở nhà ai coi luôn á. Đã ở đây rồi mà còn nhắc tới mấy con vịt ở nhà chi nữa. Em nhớ thiệt mà. Ôi em nhớ hết đó. Em nhớ nhà cửa nè, em nhớ ruộng vườn của em. Mà em nhớ nhất là sáng nào cũng đem vịt ra chợ bán hết đó. Thôi thôi, nhớ làm gì mấy con vịt. Nó kêu cạp 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 chứ có gì vui đâu mà nhớ. Ngày nào mà nó không cạp cạp là em không có tiền á chị. Ý, hồ nước đằng kia đẹp quá kìa. Mình qua đó để mà thưởng ngoạn đi. Đi các dạ, em dạ. Đi. Ui da, dắp ngoại hả? Đó, các em nhìn đi, phong cảnh ở đây có đẹp không nè? Dạ đẹp đó, lắm. Bên kia là hồ nước, bên đây thì chim hót líu lo tối ngày. Chị ơi, em thấy có cái con gì kìa. Con gì? Đó, nó đang bay kìa. Đâu, con gì? Dễ thương quá. Chị, thấy gì đâu? Có cái con gì ở phía sau cái cây đó. À, trời, đúng rồi. Hình như có cái gì đó lấp ló. Đúng rồi. Em có thấy gì đâu. Kìa, đằng sau gốc cây đúng đó. Đúng rồi. Trời, sợ quá. Sợ quá hả? Em thấy rồi. Hai chị, để đó em. À, cẩn thận đó em. À, trời. Hey! Ây da. Có tiếng người. Ôi cha, to gan, dám quăng cái đầu của ta hả? Đem lòng yêu mến cô bé chăn vịt và được sự ủng hộ của hai người chị dâu, vị hoàng tử thứ ba đã cầu xin vua cha cho phép chàng được lấy Thiên Thanh làm vợ. Nhận thấy Thiên Thanh không muốn ở trong cung, nhưng lại lo sợ Thiên Thanh khi về lại quê nhà sẽ rời khỏi tầm mắt của mình, ông vua đã đồng ý. Hoàng tử, có chuyện gì? Dạ thưa hoàng tử, hạ thần nghe nói hoàng thượng sắp hạ lệnh đại khai sát giới. Có chuyện như vậy hả? Họ làm gì nên tội? Dạ, thần nghe tên nô tài trong cung kể, vì bị ép buộc phải đi lấn chiếm một ngôi làng vô tội, các tráng sĩ đã cãi lời hoàng thượng và không phục tùng mệnh lệnh. Hôm nay người sẽ ra lệnh hành hình. Cái gì? Có chuyện như vậy hả? Dạ. Đúng là kiếp nô tài mà, không thi hành chỉ còn con được chết. Phụ hoàng ơi, nguy rồi phụ hoàng. To gan thật, tự nhiên xông vào. Ta và các quan đại thần đang bàn chuyện quốc sự, tại sao con to gan xông vào đây? Nhưng mà chuyện nguy lắm rồi, con không thể chờ được. Theo con được biết, có người đang giả danh thánh chỉ của phụ hoàng để làm chuyện ngông cuồng. Ai?
Ai dám tài trời, dám mạo danh thiên tử, nói mau. Thưa phụ hoàng, một nguồn tin cho con biết. Vì thấy phụ hoàng có quá nhiều người tài theo phò tá, cho nên hắn đã giả danh thánh chỉ của phụ hoàng sẽ ban thuốc độc, để buộc những người tráng sĩ đó phải chết trong ngục tối. Hoàng thượng anh minh, coi trọng người tài hết mình, không thể nào là người như vậy. Nhất định là có ai đó có ý đồ mưu phản. Nếu ta biết được, sẽ giết chết không tha. Giết chết không tha. Đúng rồi, giết chết không tha. Bẩm hoàng thượng, đây quả là một chuyện hệ trọng, nhất định phải điều tra kỹ càng. Hoàng thượng rất coi trọng người tài, không thể tự nhiên ban cái chết cho những người có công với đất nước. Có đúng vậy không thưa hoàng thượng? Thệ tướng, người nói đúng đó. Xưa nay hoàng thượng có tấm lòng bao dung, công tư phân minh. Nếu có bằng chỉ thì cũng công bố minh bạch. Xin phu nhân chớ nghe lời sằng bậy, làm triều chính hoang mang, khiến cho bệ hạ lao tâm. Phụ hoàng ơi, trước khi tìm hiểu kỹ vụ này thì thánh chỉ giả của phụ hoàng có thể đã được phục mệnh. Tình hình rất là nguy cấp. Con xin phụ hoàng hãy đi trước một bước, để tránh những chuyện không tốt sẽ xảy ra. Con xin phụ hoàng hãy ban lệnh rút thánh chỉ. Trước là để phá kế của kẻ thù, sau là chúng ta có thể giữ lại mạng sống của người tài. Kính xin bệ hạ ban chỉ. Cho tôi. Còn tôi. Cho tôi ơi. Tôi nữa. Cho tôi ơi. Đưa cho nó đi. Nè, ông bị sao vậy? Gì vậy? Mọi người, sao vậy? Trong cơ có độc. Có độc. Chứng cứ rành rành, ngươi còn không mau nhận tội hay sao? Con không có tội, con không làm, có trời đất chứng giám. Hỗn long, bị đâu? Lôi con tiện tệ này ra chém đầu cho ta. Dạ thưa phụ hoàng. Vợ con bản chất vốn dĩ hiền lành, con xin phụ hoàng hãy tha mạng cho vợ của con. Nàng không thể nào làm những chuyện ác như vậy được. Muốn tôi phụ hoàng, Thiên Thanh không phải là người như vậy. Nếu như cô ấy có ý định giết chết các tráng sĩ thì cô ấy không ngu dại gì mà bỏ thuốc độc vào trong thức ăn. Thưa phụ hoàng, dù sao trước đó nàng cũng là người báo tin cho phụ hoàng trước. Phụ hoàng hãy cho người điều tra để xem xét tình hình kỹ càng hơn. Các ngươi đang làm cái trò gì vậy? Ta là vua một nước, chuyện sinh tử của một người cũng không đến lượt các ngươi xen vào mà. Dạ thưa phụ hoàng, nhưng đây là vợ của con, phụ hoàng không thể nào dùng vợ con vào chuyện tình như vậy được. Dạ kính thưa phụ hoàng, con xin đem tính mạng của mình ra để đảm bảo Thiên Thanh không phải là người như vậy. Phụ hoàng, con cũng xin đem tính mạng của mình ra để đảm bảo sự trong sạch của Thiên Thanh. Dạ bẩm phụ hoàng, nếu như người muốn giết Thiên Thanh thì xin người hãy ban chết cho cả hai chúng con. Các ngươi định làm loạn hay sao? Được, muốn chết
ta cho các ngươi chết chung. Người đâu? Hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy lại. Tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy bớt giận. Thiếp cầu xin người, hoàng thượng cũng biết là chúng ta chỉ có 3 người con trai thôi. Nếu hoàng thượng đem giết chúng, thì sau này ai sẽ là người thay hoàng thượng trị vì thiên hạ? Thôi được rồi, các người muốn làm gì thì tự làm đi. Đứng lên đi con, hoàng thượng tha cho con hoàng rồi. Hoàng thượng tha rồi. Đứng lên đi con. Đứng lên đi. Đa tạ mẫu hậu. Thiếp được tha rồi. Chúc mừng muội. Những ngày tháng yên bình của đất nước không kéo dài được bao lâu thì xuất hiện bọn yêu tinh khát máu. Chúng lùng sục khắp nơi để tìm người già trẻ con ăn thịt. Ai nấy đều hoang mang, đóng kín cửa nhà không dám ra đường. Chàng sao vậy? Ta quyết định rồi, ngày mai ta sẽ cùng nàng giao sinh ra tử. Chàng không cần phải đi cùng thiếp đâu, thiếp đã có 3 quân đi theo rồi. Chàng nên ở lại nơi này để bảo vệ cho phụ hoàng và mẫu hậu. Không được, ta là phu quân của nàng, ta không thể để nàng xông pha ra trận một mình được. Huống hồ gì chúng đó là yêu quái. Thiếp đã nói là thiếp không sao rồi mà, thiếp đã có trời Phật phù hộ. Vả lại thiếp còn được thần tiên trao cho cây kiếm thần này. Kiếm thần hả? Chàng nhìn xem, đây là cây kiếm thần mà thần tiên đã ban cho thiếp để dẹp loạn. Nó sẽ giúp ích cho thiếp rất nhiều. Khi nào gặp bọn yêu quái thì thiếp chỉ cần hô to, rồi thiếp chỉ thẳng thanh kiếm về phía trước. Ánh sáng trắng trong thân kiếm sẽ làm chúng lóa mắt, chúng sẽ sợ hãi và chúng sẽ chạy thẳng vào rừng. Thật như vậy hả? Thật là hay quá. Nếu như nàng có trời Phật phù hộ như vậy và có cây kiếm này bên nàng, ta sẽ nghe lời của nàng, ở lại trong cung mà cố thủ. Điều tin kia, mau đầu hàng đi, theo ta về quy phục, không thì ngươi sẽ biết tay ta. Ngươi tưởng thanh kiếm này sẽ làm gì được ta? Thì ra đó là cây gậy thần. Xuống đây để xóa ngôi ta, nó sẽ biết được những gì ta đã làm để hại nó. Nhất định nó sẽ chỉ gậy vào đầu ta. Ta sẽ chết. Ta phải trốn thôi. Phải trốn thôi. Sau khi dẹp loạn yêu tinh, thần dân cả nước ai cũng biết ơn Thiên Thanh. Triều thần trong triều kính phục, kẻ trên người dưới đều dành cho Thiên Thanh sự tôn kính. Đất nước một ngày không thể không có vua. Xét thấy Thiên Thanh thông minh hơn người, lại tài đức vẹn toàn, đã tôn Thiên Thanh lên làm vua để nàng trị vì thiên hạ.
Đất nước từ ngày có nàng cai trị, nhân tài tự nguyện đổ xô về phụng mệnh khắp nơi, người dân an cư lạc nghiệp, vui hưởng thái bình. Ông à, sao tôi có thấy ông thở dài hoài vậy ông? Có cái chuyện này tôi muốn hỏi ông, nhưng mà ông phải trả lời cho tôi thiệt nha. Trả lời thiệt là trả lời vụ gì? Thì vụ con Hương đó. Bộ ông đi thăm nó mà nó đối xử tệ với ông lắm hay sao? Tôi thấy từ ngày mà ông đi về rồi, cái ông cứ ngồi rầu rầu sao đó. Thì lúc tôi đi thăm vợ chồng nó, con gái con rể lúc đầu á vui vẻ lắm. Tụi nó nghỉ hẳn một ngày, nấu cơm, nấu cháo, đãi đằng tiệc tùng cha con ông cháu rồi quây quần vui vẻ gì đâu á. Tôi biết con gái mình mà, từ nào giờ á nó hiếu thảo với cha mẹ lắm mà. Nhưng chỉ được có một hai ngày đầu à. Cái gì kỳ vậy? Mấy ngày sau cái vợ chồng nó bỏ đi làm suốt ngày suốt đêm, từ ngày này qua ngày kia riết rồi. Tôi buồn quá cho nên tôi mới bỏ về đó chứ. Mình chỉ có một đứa con gái à, nhưng mà nó đi lấy chồng xa. Thôi đi ông à, ông cũng đừng có trách cứ con mình làm gì tội nghiệp nó. Thì tôi có trách gì nó đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ tới thân phận của hai vợ chồng mình thôi. Ông suy nghĩ làm sao? Từng tuổi này rồi, bà coi đó, mình á, tiền bạc thì không thiếu, mà sao tôi thấy cuộc sống của mình nó hiu quạnh, nó tẻ nhạt gì đâu. Bệnh hoạn, ốm đau, không có một người hỏi thăm, chăm sóc. Tôi hỏi bà sống vậy làm sao mà sống nổi hả bà? Vì vậy tôi đã đi tới một quyết định. Ông quyết định sao hả ông? Tôi quyết định sẽ kiếm thêm một đứa con. Cái gì? Ông vừa mới nói cái gì? Tôi tìm một đứa con khác. Gì vậy? Tôi không ngờ. Cái gì vậy trời? Ông muốn là trời. Ông muốn bé đúng không? Trời đất ơi, bà nghĩ cái gì vậy? Bà ăn hỡi tôi bao nhiêu chục năm rồi, bà không hiểu tôi hay sao mà vợ bé vợ bụng gì nữa? Thế còn cái gì nữa? Mới nói tức thì đó. Ý tôi muốn nói tìm đứa con khác là tìm đứa con nuôi đó bà. Con nuôi? Ừ. Con mình đây nè, mình đẻ nó ra mình nuôi từ lúc nó còn đỏ hỏn cho tới khi nó lên người, vậy mà mình nhờ còn không được, huống chi là con nuôi. Tôi tin tưởng một điều, nếu tôi với bà mà có phúc phần á, thì nhất định chúng ta sẽ tìm được một đứa con hiếu thảo để nó lo cho mình trong lúc ốm đau bệnh tật, trái gió trở trời, bà hiểu không? Ông đã quyết định vậy rồi, ông muốn vậy rồi thì tôi nghe vậy. Mà giờ tôi làm sao đây hả ông? Còn làm sao gì nữa? Thì bà đi lo chuẩn bị hành lý để cho lên đường để tìm đứa con cho mình, chứ còn chờ cái gì nữa? Chị, bà chủ ơi, cho em ly trà đi bà chủ. Ai mua trà không? Tôi bán 5 đồng thôi. Ai không có trà thì mua trà về phụng dưỡng. Ai có 5 đồng không thì đưa tôi bán tôi luôn. Cô, mua trà không cô? Cô mua trà không vậy? Ai có mua trà không tôi bán
Ông ơi, ông bán gì vậy? Tôi bán cha. Chắc ông này ông lẩn thẩn rồi đó. Trời ơi, nhận cha mà còn không ai nhận, huống hồ gì lấy tiền mua. Thôi, chắc ông bị lún lẫn rồi đó, kệ ông đi. Không có cha thì mua cha về phụng dưỡng. Cha, cha, con là cha. Gì đi ông? Con là cha. Cha đưa tay nãy rồi, con là cha. Thôi, dạ. Cậu bị xỉn rồi. Thôi về nghỉ đi. Thôi, xỉn về đi. Thôi. Xỉn về đi. Làm gì vậy? Ăn cơm, ăn cơm. Trời ơi, giật đồ tôi rồi kìa. Ăn cơm. Ôi. Bắt nó đi, bắt nó đi. Đây, đứng lại. Cái này. Trời ơi, hay quá. Hay quá. Dạ, cái này là của ông không ạ? Dạ, của tôi. Ông có sao không? Tôi không sao. Cậu, cậu tốt quá. Dạ. Cha có mệt không cha? Ta không sao. Cha, nhà của con đây nè cha. Vậy hả? Dạ. Cha. Cha, cha vô đây ngồi nghỉ đi cha. Ừ. Đây, cha ngồi ở đây đi. Còn đó cho cha miếng nước nha. Ừ. Ôi, cảm ơn con. Vợ ơi, vợ. Vợ ơi. Ủa, sao hôm nay mình về sớm quá vậy? Trời ơi. Dạ, dạ con chào ông. Thưa với cha, đây là vợ của con. Ta chào con dâu. Cha. Minh Minh. Ủa, cha là cha của ai? Cha. Thôi bây giờ cha ngồi nghỉ đi. Con đi kiếm đủ 5 đồng để về mua cha. Ta cảm ơn con. Nhưng ta cũng xin nhắc cho con nhớ, ta bán bản thân ta đúng 5 đồng, không hơn không kém mà nghe. Dạ, con biết rồi ạ. Minh ơi. Hả? Chuyện này làm sao giờ, em không có hiểu. Mình để từ từ á, tôi giải thích cho mình nghe. Bây giờ mình ra đằng sau á, mình chuẩn bị cho tôi một bữa cơm để cho cha ăn. Cha đi nãy giờ cha mệt rồi. Đi. Dạ. Cha. Ừ. Thôi cha ngồi nghỉ nha. Con bây giờ con xuống đằng sau con nói chuyện với vợ con tí. Đúng rồi đó. Chuyện gì hai vợ chồng cũng phải đồng thuận với nhau thì mới được. Dạ con biết rồi cha. Minh. Dạ. Nói nghe nè. Ông cụ đó là ai vậy? Sao tự nhiên cái mình kêu là cha rồi mua cái gì 5 đồng nữa vậy? Thì ông cụ đó không nơi nương tựa, rồi tự bán thân mình với giá 5 đồng. Rồi mình định mua ông cụ đó hả? Vợ nè, hai vợ chồng mình á mồ côi từ nhỏ rồi. Bây giờ coi như là mình mua ông cụ đó về làm cha, mình chăm sóc, rồi gia đình mình á ấm cúng hơn. À quên nữa, còn tí anh nữa, nó có thêm tình cảm như người ông, vậy tốt hơn đúng không mình? Nhìn ông cụ đó không có nơi nương tựa, em cũng thấy tội nghiệp lắm. Nhưng mà mình ơi, nhà của mình nghèo quá, thiếu trước hụt sau, rồi lấy tiền đâu, dù là muốn mua lắm cũng không có tiền mà mua ổng đâu. Thôi, cái đó mình đừng có lo, chỉ có 5 đồng thôi mà. Tôi có thể chạy đi mượn người ta. Mình đừng có lo nha. Bây giờ mình ở nhà, mình kiếm cái gì á mình nấu cho thiệt ngon. Mừng cái ngày đón cha về nha. Tôi chạy đi rồi tí tôi về. À, mình đi nhanh đi. Để bây giờ em vô chuẩn bị cơm. À, nha. Sao đi lâu quá vậy?
mày á là tôi chạy hết cái làng cái xóm này mượn đủ 5 đồng luôn. Bây giờ đủ tiền rồi nè, để tôi vô tôi đưa cho cha. Hả? Cha đang ngủ, ngồi xuống đây tưới đi. Cha đang ngủ hả? Ừ. Vậy là đủ tiền rồi ha mình. Ừ. Có tiền là mừng rồi. Nhưng mà bây giờ cha đang ngủ, thôi để lát nữa cha thức dậy á, lúc đó mình đưa cũng được. Ừ, vậy đi. Mình uống miếng nước nha. Đây. Cảm ơn mình. Uống cho đỡ mệt. Này cha. Ừ, cảm ơn con. Cha đây. À, Tiên Anh bỏ xuống con. Nhà mình á, bây giờ có ông nội rồi. Thành ra là con không có được vô phép như vậy nghe chưa? Dạ con mời cha. Cảm ơn con dâu. Em mời mình. Cha ăn thử miếng cá đi cha, để coi con nấu có vừa không. Nếu mà mặn quá hay ngọt quá thì con nên nếm lại. Cha thử nha. Dạ. Nhiều với nha tí. Ừ. Không được hả cha? Con dâu của cha nấu ngon quá. Anh đi tí. Nè, mời con. Ông làm cái gì vậy? Làm một cái biếng. Ông ơi, dạ ăn cha cháu ngủ rồi. Ủa, đi anh giỏi quá, con để tô cháu xuống đây. Đi anh. Dạ. Sáng giờ con đã ăn sáng chưa? Dạ chưa, con chờ mẹ đi chợ về. Nhà hết gạo rồi, chỉ đủ nấu cháo cho ông ăn thôi. Chị, con ăn đi. Dạ thôi, ông ăn đi. Mẹ con dặn chờ bớt nóng, đưa cho ông ăn khỏi bệnh. Ừ. Rồi bây giờ, ông già rồi. Ông ăn có chút xíu là ông no rồi. Ông ăn đâu có hết đâu. Bây giờ... hai ông cháu mình mỗi người một nửa ha. Không được. Thôi ăn đi cho ông vui, ăn đi. Ừ. Mẹ con không có ở nhà, mình thử mẹ đâu có biết. Con cứ ăn đi, đừng sợ. Thôi ông ăn đi. Thôi mà, ăn miếng cho ông vui. Thôi ông ăn đi. Nè, giờ ông đút con ăn hen ha. Chút xíu thôi, đâu có sao đâu, mẹ con chưa về mà. Ăn đi. Ừ, má đâu có ở nhà đâu mà sợ. Ăn hết đi. Ừ, giỏi quá. Ừ. Đói lắm rồi mà. Mẹ con về rồi. Đưa đây. Dạ, thưa cha, con mới về. Ừ. Tí Anh, con có lấy cháo cho ông ăn chưa? Dạ rồi. Thì rồi. Cha đang ăn nè. Tí Anh giỏi quá. Để bây giờ mẹ vô trong, mẹ nấu cơm cho con ăn ha. Rồi
hôm nay mẹ không có mua bánh cho con ăn. Cháu ông giỏi quá, lại ngoan nữa. Thôi, giờ con ra ngoài chơi với bạn đi. Chừng nào cơm chín rồi ông kêu con về ăn. Hé. Dạ. Cha ơi, cha thấy trong người sao rồi cha? Có đỡ hơn không? Cha thấy vẫn còn hơi mệt. Chắc là tại thời tiết thất thường ấy mà. Vậy chắc là con phải đi hốt thêm mấy thang thuốc nữa mới được. Thôi, con đừng có hốt thuốc thang làm gì nữa cho tốn kém. Để dành tiền mà lo xoay sở việc ở trong nhà. Gia đình mình đã chịu mấy đợt thiên tai. Thành thử cha biết vợ chồng con cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Lành à, chắc là gạo thóc tiền bạc trong nhà đã hết sạch rồi phải không con? Dạ, thì cả làng mình đều khốn khổ với thiên tai mà cha. Thành ra cái gì cũng đắt. Mà mấy bữa qua ngày nào con đi làm từ sáng tới tối luôn. Vậy mà đổ được có 2 lon gạo rồi cha ơi. Cũng may hồi nãy con có đi xin người ta hái mớ rau này về, chứ không là chỉ đủ ăn có bữa hôm nay thôi đó. Tội nghiệp cho hai con quá. Đã nghèo rồi còn phải gánh thêm một ông già ốm đau bệnh tật này nữa. Cha ơi, cha đừng có nghĩ vậy. Tụi con là phận làm con mà, phải lo chu toàn cho cha mẹ mình chứ. Anh Nghĩa mấy bữa anh buồn lắm, tại vì anh chưa có lo được chu toàn cho cha đó. Tấm lòng của các con làm cho cha thấy xúc động quá. À quên nữa, để con đi ra đằng sau nấu cơm cho thằng Tí ăn, chứ nó đói từ sáng đến giờ rồi. Dạ. Con ơi, vô nấu cơm đi. Dạ, con đi nha cha. Mình về mà sao không vô nhà đi mình? Sao mình có vẻ mệt mỏi quá vậy? Hay là có chuyện gì hả? Sáng nay đi làm được có nửa buổi à. Còn nửa buổi còn lại chạy đây chạy đó. Mà cũng không có tìm được việc gì khác hết á. Vậy là mình cũng giống em thôi à. Cả ngày em làm tùm lum tùm la việc hết á. Nhưng mà đổi lại cũng chỉ được có mấy lon gạo. Không biết mai mốt rồi gia đình của mình sống làm sao nữa. Mình nè, hồi sáng á, tôi có gặp bà Phú Hộ. Bà nói á, là muốn kêu một Tí anh của nhà mình á, qua bên đó coi giùm bà bày trâu. Tôi á, thì suy đi tính lại á, thì cũng đắn đo lắm. Nhưng mà chắc phải cho nó qua bên đó quá. Mình thấy sao? Bộ tụi con định cho thằng Tí anh đi ở đợ sao? Dạ cha. Cha, sao cha không ở trong nhà nghỉ đi? Cha ở ngoài gì á, gió máy nó ảnh hưởng của bệnh cha sao? Suốt ngày cha trong nhà thấy nó cũng tù túng. Thành thử cha muốn đi ra ngoài cho nó khuây khỏa chút vậy mà. Nghĩa. Dạ. Bộ con định cho thằng Tí anh nó đi ở đợ cho người ta thiệt sao? Dạ. Tại bên nhà bà Phú Hộ cần người coi bầy trâu. Cho nên con nghĩ Tí anh nhà mình nó cũng khôn khéo, con định cho nó đi. Dạ, Tí anh nó còn nhỏ nhưng mà lanh lắm cha ơi. Hồi đó đó, mỗi lần chồng con mà đi chăn trâu, làng Tí anh nó đi theo phụ được lắm á. Dạ. Nhưng nó còn nhỏ quá mà, sao tụi con lại để cho nó phải đi ở đợ chứ?
Dạ không đâu cha. Khi mà công việc ổn định thì con sẽ qua bên đó rước nó về. Bà phú hộ cũng đồng ý với con vậy rồi. Thôi, nếu tụi con đã quyết rồi thì chắc không dám cản. Tội nghiệp cha quá, cha thương tiếc anh lắm đó mình. Tí Anh, con ráng chịu đựng một thời gian, rồi ông sẽ rước con về. Dạ thưa cha. Ủa, con dạ thưa cha, chắc con phải đi làm xa một thời gian. Đi xa là đi đâu vậy con? Dạ chồng của con đi ở cho người ta ở làng trên đó dạ. Nhưng mà chỉ một thời gian là chồng con về lại vậy. Thích thú ở làng trên lận hả? Bộ không còn cách nào khác sao con? Cha, cha yên tâm đi, không có sao đâu. Ông trời không thương làng mình, cho nên mưa nắng thất thường, bà con làm ăn thất bát, người ta bỏ đi nhiều lắm. Con bây giờ con chỉ đi lên xóm trên con làm thôi, rồi con kiếm ít tiền rồi con lại quay về. Cha ở nhà cha dưỡng bệnh đi cho nó khỏe là con vui rồi, cha đừng có lo. Trời ơi, cha thấy xót xa quá. Tí Anh nó đi chưa được bao lâu, bây giờ lại tới phiên con nữa. Cha ơi, cha đừng có lo. Thiệt ra thì tụi con hết cách xoay sở rồi, nhưng mà tụi con đành phải chấp nhận ly tán thôi, để chồng con tìm kế sinh nhai rồi chồng con quay về. Con sẽ về thăm cha mà. À, anh Nghĩa có đưa cho con một số tiền để mà than thú cho cha, bởi vậy cha phải khỏe mạnh thì ảnh mới yên lòng cha ơi. Thôi thưa cha con đi. Mình nè, mình ở nhà phải chăm sóc cho cha kỹ lưỡng nha. Cha hay bị cảm cho nên phải mặc tiêu ấm cho cha nha. Em biết rồi. Mình á, mình đi cũng phải cẩn thận nha. Lên. Dạ, cha kêu con. Không được, con đi theo cha. Cha ơi, anh ơi, nghỉ ngơi xíu rồi đi tiếp nữa được không cha? Thôi, thôi được rồi, kiếm chỗ nào mát mát rồi mình ngồi nghỉ chút ha. Trời ơi, mệt quá à. Không biết sao mà hôm nay cha với chị anh làm gì khỏe dữ vậy ta. Làm hai vợ chồng mình than hụt hơi luôn vậy đó. Kiếm cái chỗ nào ngồi đỡ đi mình. Mình nè. Hả? Sao thấy cha làm việc bất thường quá vậy? Em cũng đâu có biết đâu. Tự nhiên cái cha đụng đụng kêu là đi kiếm mình rồi đi kiếm một tí anh. Thế rồi em đi theo thôi chứ cha không có giải thích gì hết trơn á. Nên cũng không có dám hỏi luôn á. Anh thấy cha quyết đoán quá, cho nên anh cũng dám hỏi nữa. Đỡ đi nghỉ chút xíu đi. Không biết cha mấy bữa nay làm cái gì mà cứ kêu mình đi hoài vậy mình. Mà mình nè, mình thấy không, cha có vẻ như là khỏe, khỏe hơn mấy ngày trước đó nha. Thì đó, anh cũng thấy.
thấy nghi ngờ mấy ngày hôm nay rồi. Sao cha kỳ lạ lắm nha. Cái thái độ khác hôm trước lắm. Mình cứ lầm lầm lì lì dẫn mình Thúy Anh đi không à. Không nói với hai vợ chồng mình tiếng nào hết. Không lẽ cha giận hai vợ chồng mình? Chắc không có đâu. Cha mẹ ơi, đi tiếp thôi, ông nói gần tới rồi. Thôi đi. Tới rồi con. Ủa đây là nhà ai vậy ông? Đây là nhà của mình. Ủa nhà mình là nhà ai? Đây là nhà của ông. Mà nhà của ông tức là nhà của con đó. Đó mẹ ơi, đây là nhà của mình đó. Bảy đi. Bảy con. Nhà này rộng lớn như vậy, mình có nằm mơ mình cũng được ở nữa. Không có nói vậy nữa chứ. Ông nội đây... nói mà. Dạ. Đây là nhà của cha đó. Thôi mấy đứa vô trong nhà đi. Bà ơi, tôi về rồi nè. Vô đi con. Bà ơi, tôi về rồi nè. Bà ơi. Trời ơi. Về rồi nè. Ông về rồi đó hả ông? Ông khỏe không? Khỏe. À, bà coi, tôi dẫn ngay về rồi nè. Vô đi mấy con. Hai đứa, vô đi. Ai vậy ông? Hai con với lại Tí Anh. Chào mẹ với lại bà nội đi con. Chào bà nội. Tụi con chào mẹ. Con qua đi. Đây là những đứa con mà chúng ta hằng mong muốn tụi nó luôn ở bên cạnh của mình trong lúc khó khăn nhất. Tụi nó vẫn luôn thể hiện sự hiếu kính với cha mẹ. Và hôm nay tụi sẽ chịu của mình sẽ còn nó cũng sinh cho mình rồi đó bà. Ông mình qua uống nước đi các con. Hai con ngồi đi. Để mẹ rót nước. À dạ, để con. Con ngồi xuống đây uống nước đi. Dạ, để đó mẹ. Uống đi bà. Kể từ đó, vợ chồng Nghĩa rất kính trọng và có hiếu với ông bà. Họ chăm sóc ông bà rất thương nhau. Căn nhà của ông bà đều thấy tràn ngập tiếng cười, vui vẻ và đầm ấm. Dạ, con biết rồi mẹ ạ. Vô tới không mẹ ơi? Dạ. Dạ, xuống tới nơi con đi xức thuốc mũi để không để mũi cắn. Dạ, con sẽ đi ngủ sớm. Con sẽ gọi điện cho mẹ mỗi ngày. Con cũng gọi điện cho mẹ trước khi đi ngủ luôn. Dạ. Thương mẹ nhiều. Bà Bình, quê ông có gì đặc sản, đặc sắc mà đặc biệt không? Từ từ, đừng có manh động. Xuống đó rồi bạn sẽ biết. Nói đi, làm gì mà bí mật chứ vậy? Bạn phải tự trải nghiệm mới vui chứ. Chứ tôi nói thì hết vui rồi. Thì không phải nói sao để mình rất thích du lịch chứ ứng viên. Và cái vào xuống ứng viên á thì tôi không có rành, tại vì á nghỉ hè ba mẹ cho tôi về quê ngoại có mấy ngày à rồi lên nên không có hiểu được tình hình dưới đó. Trời ơi, vậy mà cũng tà lanh rủ được tôi xuống chơi. Nhưng mà đừng có lo, ở dưới đó chúng ta chuẩn bị sẵn hai hướng dẫn viên lịch sự, duyên dáng, rất là dễ thương nữa. Trời ơi, nghe bạn kể tôi muốn gặp hai người đó quá à. Từ từ đi, khoai nhá cũng như. Thank you.
đường cho nhà mình đó. Có sao không vậy? Sao không thấy hướng dẫn viên nào hết? Rồi, từ từ bạn sẽ biết. Anh hai! Anh hai! Từ từ, đứng dậy. Có khách. Đây, anh xin giới thiệu, đây là anh Gia Bảo. Đây là chị Hàng Việt. Đây là chuối, đây là bo. Là hai hướng dẫn viên của tụi mình đó. Thấy nhỏ vậy thôi mà có giỏi lắm á. Tụi nó thân thiện lắm. Rồi từ từ mấy bạn cũng sẽ quen thôi. Chuối, bo, các con đừng có quậy nữa. Dì hai, các con gì? Đi xa vậy có mệt không? Dì là dì của Hoa Bình. Dạ tụi con không mệt đâu dì. Tại vì đi chơi mà. Mà quê mình đẹp quá cái gì hả? Ừ. Con thích ghê vậy á. Với lại bé chuối bé bò cũng dễ thương ghê. Dì hai, nhà có cơm gì chưa? Con đói quá à. Mà có món gì vậy dì? Thằng này á, chưa về đã đòi ăn rồi. Thôi lẹ lên, ở bà ngoại đang chờ đó. Dạ. Đi lẹ mấy bạn. Đi con. Con đừng dẫn mấy anh mấy chị tới căn nhà hoang nữa nha. Dạ. Con đi đi. Dạ. Thưa thầy đi. Mấy con đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Má. Ủa, con có dặn tụi nó chuối và bo tuyệt đối không đến căn nhà đó nữa không? Dạ con có dặn cho má. Cảm giác hai bạn thế nào? Quá đã. Thích thiệt đó, thoải mái ghê vậy á. Chuối quá. Còn cái trò gì hay cho tụi anh trải nghiệm cái coi. Trải nghiệm mà gì? Trời, Bảo ơi là Bảo, ông nói cái gì mà cao siêu quá vậy? Sao tụi nhóc nó hiểu? Chuối, anh Bảo, ý anh nói á là có chỗ nào vui vui thì dẫn anh chị đi. Vui thì nhóc để em. Ờ, mà nãy gì hay kêu tụi em cái gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy? Dạ, có gì đâu. Chỉ dặn là không dẫn mấy anh chị đến căn nhà hoang thôi. Ờ, mà nhà hoang thì có gì lạ đâu. Có chứ, người ta đồn ở đó có ma đó. Nhưng mà tại sao dì lại cấm tới đó? Em nghe nói
ai đi ngang qua đó sẽ bị bệnh xui xẻo đó. Nổ đi nhóc à. Em nói thiệt, không ai dám đến gần đó đâu. Ở đó có ông già ăn thịt người. Trời ơi, hai đứa này nói gì vậy Bình? Nào giờ mày nghe vụ này chưa? Chưa, nhưng mà tụi em bịa ra phải không? Bịa ra gì? Bịa là nó xạo đó, là đặc chuyện đó. Em nói thiệt gì hai không chơi qua đó. Cái này mới hấp dẫn nè tụi bay. Vậy bạn có tin không? Mày không biết biết được chứ. Quyết định vậy đi. Mấy anh chị nói nhỏ gì vậy? À, mấy anh chị hội ý đó mà. Hội ý là gì? Tại vì mấy anh chị không tin những gì em nói. Em nói thiệt, nhà đó ghê lắm. Vậy em có thấy ai ở đó không? Dạ chưa, em đâu có dám đến đó. Vậy thì em dẫn mấy anh chị đến đó đi. Thôi dì hai cấm không cho đâu. Tụi anh không có mét dì hai đâu, em yên tâm đi. Nhưng mà... Nếu mà tụi em không dẫn anh chị tới đó, có nghĩa là em bị chuyện đó. Để tụi em hỏi ý lại. Sao? Tụi em hỏi ý xong chưa? Đi thôi. Phù thủy đó ghê không? À, căn nhà hoang ngủ hả? Mấy đứa chỉ tưởng tượng phong phú không à. Anh chỉ tính vào đó hả? Đừng nha. Vô trọng á, để coi có ông phù thủy nào không? Hay á, là có cái cối xay gió hay là bông hoa nào ăn thịt hai đứa. Anh chị đừng vào đó, nguy hiểm lắm. Phù thủy á, thích ăn thịt mấy đứa nhỏ và xạo lắm á. Mẹ em đứng ngoài này đợi mấy anh chị nha. Ông chị đừng vào đó. Ghê lắm, ghê lắm. Giờ tính sao đây? Giờ có vào hay không? Đã tới đây rồi thì vào luôn đi. Đi. Mấy bạn nhìn mình giống như phù thủy không? Vậy rồi, cái này á là của ông Bụt. Ủa cái gì vậy? Chuyện có tính nè. Wow. 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 Đẹp quá à. Đẹp quá. Ê, những cái hình này là chuyện có tích nè. Ồ, ơ, dừng lại. Ồ, đây là chuyện có tích mình biết nè. Ừ, chuyện tôi không biết nè. Đây là chuyện cây dây chăm đốt đó.
bạn mình đâu hết trơn rồi. Sao mình lại mặc đồ này? Mình có đâu nữa? Hình như có tiếng khóc ở đâu rồi phải? Đâu thì cổ tiền mà. Trời ơi, làm sao tôi tìm được cái tre chăm đốt đây? Làm sao tôi có thể tìm được một cái sinh lễ như vậy đây? Trời ơi, sao số tôi cổ vậy nè? Anh gì đó ơi, cho em hỏi chút. Tiếng hai dặn dặn giữa rừng vậy? Có phải Bụt không Bụt? Bụt hiện lên giúp con phải không Bụt? Không, em nè, sau lưng nè. Đúng rồi, đúng là Bụt rồi. Bụt. Ủa anh làm gì vậy? Bụt. Anh làm gì vậy? Anh đứng đây. Sao tiện anh đứng không em vậy? Phải, Bụt, Bụt hiện lên giúp con phải không Bụt? Không phải, em tên là Bình. Anh làm ơn chỉ đường về nhà ông ngoại em đi. Thôi bà Bụt, con xin Bụt với Bụt. Con ngồi đây con khóc từ sáng tới giờ. Bây giờ Bụt giúp con đi. Mặt trời mà qua khỏi ngọn sào á, con không tìm được sính lễ á, là con mất vợ đó Bụt. Bụt giúp giùm con đi Bụt. Anh nói vậy em không hiểu gì hết trơn á. Con quỳ cũng lại. Anh đứng lên đi, đừng có quỳ nữa. Đừng có lại em còn trẻ mà. Đó đó, Bụt chỉ giùm con tìm cây tre chăm đốt đi Bụt. Con tìm hồi sáng giờ mà tìm không được Bụt. Nói vậy em không hiểu hết trơn á. Quỳ cũng lại Bụt rồi. Anh đứng lên đi. Bụt động lòng thương xót giùm con đi Bụt. Bụt. Xui Bụt. Dễ sợ. Nghe đi à, gặp người tâm thần nữa. Mình phải tìm kế liên lén bỏ đi chứ ở đây với ông này là chết. Mà chuyện của ông nói nghe quen quen. Ha. Mà anh ơi, em phải tìm đường về nhà. Em không phải là Bụt vô, anh nhầm người rồi. Trời ơi, sao mà Bụt? Sao vậy Bụt? Bụt không giúp con hả Bụt? Mà thấy quen quen ta. Trời ơi. Sao mình lại mặc đồ này? Nghe anh nói giống như chuyện chi tâm đốt á. Thôi kệ, cứ hỏi anh đi. À mà anh gì đó ơi, hay là anh kể cho em nghe câu chuyện của anh được không? Bụt. Bụt chịu nghe con kể ra hả Bụt? Con mừng quá. Bụt. Bụt. Con xin kể đầu đuôi câu chuyện sự tình cho Bụt nghe nha Bụt. Con làm công cho lão phú hộ á, quanh năm suốt tháng, mà lão không trả con một đồng lương nào hết. Lão nói là bây giờ mày ráng làm đi, rồi bao nhiêu tiền tao giữ đó, rồi tới lúc tao gả con gái của tao cho mày. Con tin lão, rồi con cũng thương cô ba nữa, cho nên con quần quật con làm, con không tính, con không suy nghĩ gì hết. Con chỉ mong tới một ngày được nên vợ nên chồng với lại cô ba thôi. Trời ơi, thì anh được đền bù công sức xứng đáng rồi. Chưa có xong đâu Bụt ơi. Lão bá hộ bắt con phải vô rừng tìm được sính lễ mới cho cưới cô ba. Thì anh cứ đi tìm sính lễ đi rồi về đưa cho lão bá hộ. Rồi anh được cưới cô ba, có ở đâu mà ngồi khóc lóc thế kia. Nhưng mà con tìm ba ngày hôm nay rồi, loay hoay mãi mà không tìm được sính lễ. Ủa sính lễ là cái gì mà sao khó tìm vậy? Ngà voi hay anh cọng mà vô tới lần sau tìm cũng không có. Không phải đâu Bụt. Lão bá hộ bắt con á là phải tìm được một cây tre có đủ 100 đốt. Sao cái này nghe quen quen ta? Hình như lão bá hộ bắt trước ở đâu rồi vậy? Thôi mà anh cố gắng tìm đi nha. Mà cho em hỏi nè, anh có đem theo cái phone không? Nãy á lúc mà té xuống đây á, em bị rớt tới mất tiêu rồi. Bụt nói gì? Cái phone á. Cái phone là cái gì? Thôi anh giỡn hoài à. Vậy thôi anh chỉ cho em đường ra bến xe hay là bưu điện gì cũng được. Trời ơi là Bụt. Con đang bị như vậy Bụt không giúp con. Bụt nói cái gì con không hiểu gì hết. Bến xe là cái gì? Thôi anh nói vòng vòng thôi em không hiểu gì đó. Trời ơi con có đang mơ không đây nè? Em mới là người đang mơ nè. Em mệt quá. Còn giờ em đi tìm cái suối nào để rửa mặt. Để giờ nói chuyện với anh á. Nhức đầu á. Thôi em đi nha. Bụt. Kìa, bên kia. Ủa, sao mình biết là ông Ngục vậy? Bình ơi, thấy tôi không Bình? Bình ơi, Bình, thấy tôi không? Bình, anh Bình, thấy tôi em nào? Bình. Anh thấy tụi em rồi nè.
Ủa mà sao tôi bị lọt vào đây vậy? Bình, ông có sao không vợ? Ông bình tĩnh nha. Hình như ông bị lọt vào thế giới cổ tích rồi đó. Tớ mới về đọc những lời ghi chú này. Nếu tớ không lầm thì cậu phải làm xong nhiệm vụ của ông một chuyện thì mới được về nhà. Ông có nhớ chuyện cây tre chăm đốm không? Đọc lâu quá tôi mất tiêu rồi. Vậy ông có nhớ ông Bụt xuất hiện lúc nào không? Lúc nào? Trời. Trời. Chuyện dễ vậy mà không biết hả? Để mình xem thử. Vậy là đợt này ông cưới được vợ rồi. Trời ơi, khóc hoài. Làm gì anh khóc hoài à? Anh dư nước mắt nhiều mà. Mốt à, anh đứng đó, đừng có chạy lại nữa. Lúc nào gặp anh cũng làm em sợ hết trơn. Không phải, tại con gặp Bụt con mừng quá đó Bụt. Bụt đâu ra mà Bụt. Không, cứ kêu em là Bụt hoài. Không Bụt mà. Thôi kệ đi, muốn kêu em là gì cũng được. Thời gian gấp quá rồi, em có cách rồi nè. Bây giờ sáng giờ anh chặt được nhiều tre chưa? Dạ con chặt được nhiều lắm mà không có cây nào đủ 100 đốt á Bụt. Bây giờ anh đi anh chặt thành 100 đốt tre rồi để trước mặt em nè. Trời ơi không phải Bụt ơi. Biết rồi. Ông lão bảo hộ nói con á là phải chặt đủ một tre có 100 đốt chứ không phải 100 đốt tre. Rồi em biết rồi. Bây giờ anh có nghe lời em không? Dạ con nghe lời à. Rồi giờ anh đi chặt 100 đốt tre để trước mặt em đi. Rồi em sẽ có cách làm cho nó dính lại. Bụt ơi Bụt, con nghe lời Bụt chặt đủ 100 đốt tre rồi đó Bụt. Giờ sao Bụt? Thì bây giờ anh bó lại gánh về nhà ông bá hộ đi. Gánh 100 đốt tre này về nhà bá hộ hả Bụt? Ừ. Không phải, bá hộ đòi hỏi con là phải có một cái cây tre dài 100 đốt. Rồi, em biết rồi, nãy giờ anh nói quá trời rồi. Thì bây giờ anh cứ làm theo lời của em đi. Rồi em sẽ đi theo anh, em có cách làm cho nó dính lại. Thiệt hả Bụt? Trời ơi, em hứa với anh mà. Dạ, con làm liền. Bụt, vậy bây giờ con gánh 100 đốt tre này về hả Bụt? Ừ, đi lẹ đi. Bụt nè. Bụt nhớ đi theo con nha Bụt. Dạ, biết rồi. Anh đi trước đi. Bụt nhớ theo con nha Bụt. Chứ rồi. Con về nhà bá hộ con không biết làm gì với 100 đốt tre này đâu đó. Rồi, anh đi trước đi. Bụt hứa với con nha Bụt. Rồi. Con em đi theo sau mà. Nó nhiều quá. Sắp tới rồi, lê mày mày dằn dây đỏ đằng trước đó, sửa lại cho ngang coi. Trời, mày lao nhà cho lẹ lên coi. Con nhỏ này làm cái lương không xong nữa. Bà ơi, trời ơi, thì cái bà này kiếm lần nào không có bả hết trơn trọi à. Tôi đây. Sao rồi hả? Mọi người chuẩn bị xong chưa hết chưa? Làm lẹ lên, đàn trai sắp sửa tới rồi. Ông à, trời đi vô nữa. Ủa? Trời ơi, thôi tôi đi vô là bà đi ra, mà tôi vô bà đi ra làm sao? Tôi không biết đâu. Đồ đẹp không? Ông bà ơi! Ông bà ơi! Đàn trai tới đầu ngõ rồi! Hả? Cái gì? Đàn trai tới đầu ngõ này hả? Ôi! Đàn trai tới rồi! Trời ơi! Ông ơi! Bây giờ tôi mới làm sao? Bây giờ đàn trai tới rồi! Ông ơi! Đàn trai tới rồi! Bây giờ vô kêu con gái ra cho cái gì? Ông ơi! Con ơi! Đàn trai tới rồi! Con ơi! Bây đâu ra đốt pháo đón đàn trai coi! Sao? Anh. Ủa? Cô ba? Sao cô ba ra đây? Tôi nghe lời ông đem sính lễ về đây nè. Nhưng mà đã trễ rồi anh à. Ba mẹ đã gả em cho con trai quan huyện rồi. Bữa nay thằng trai qua rước dâu á. Vậy là sao? Cái thời hạn ông đưa ra là 3 ngày. Bây giờ chưa hết mà.
hay là mình bỏ trốn nha anh, vẫn còn kịp mà. Không, không, tôi phải đem cái sính lễ này về nhà đúng theo lời ông dặn tôi. Bây giờ tôi tìm được sính lễ rồi, tôi đem về. Thôi không cần đâu anh, trốn đi với em nha. Quan trọng là cô ba có thương tôi không, có muốn sống trọn đời trọn kiếp với tôi không? Em đã từ bỏ tất cả để trốn ra đây với anh, bộ anh không hiểu sao? Nghe cô ba nói vậy tôi mừng quá. Hả? Bột? Ủa Bột? Dạ bây giờ con phải làm gì nữa Bột? Hai anh chị mới đi về nhà lẹ đi, đừng có đứng đó mà khóc góc phàn này nữa, trễ giờ bây giờ. Đi cô ba. Cái gì? Chạy vào phòng của con gái, không thấy con gái mình đâu hết á. Trời ơi, thấy nó mất tiêu rồi. Bà bình tĩnh coi, trời ơi, nó đi kiểu này người ta vô không có cô dâu là sao tao nước chết rồi. Rồi bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ làm cách nào? Làm sao bây giờ đây? Trời tính sao bây giờ? Tôi không biết đây đâu. Trời giờ đằng ta thế rồi. Có ấy giờ tôi có cách gì nè. Cách nào? Để tôi làm cô dâu thế nha. Bà khùng hả? Trời mình tính khóc luôn tôi để luôn hả? Trời ơi, con gái đâu? Dạ. Chào anh Xui, chị Xui. Dạ mời anh Xui. Quên. Không được rước dâu. Gì vậy? Bây giờ mày làm gì mày thở gì mày? Thưa ông bà, đây là sính lễ mà theo lời yêu cầu của ông bà tôi đã tìm được rồi. Ủa gì cười vậy? Ai biết đâu. Trời ơi bà bệnh nặng lắm á nha. Ê mày khùng quá mày. Mày đem ba cái đồ phế liệu này, ba cái cây tre, cái khúc đem đây chăm củi nấu cơm mày làm gì? Mày không hả? Nè, bà con làm chứng cho tôi nha. Bà con làm chứng cho tôi. Thưa ông đã nói là nếu như tôi tìm được cây tre chăm đốt về làm sính lễ thì ông sẽ gả cô ba cho tôi mà. Bữa nay tao thấy bà khùng vậy đó mày. Trời ơi, cậu ơi, tôi nói cậu là cây tre trăm đốt. Chứ không phải là 100 đốt tre. Cậu đừng có khùng quá đi. Dạ không, đây là cây tre trăm đốt mà. Tao không nói gì với cậu nữa, cậu tính phá đám năm cuối còn tôi à. Bay đâu lôi cổ ra khỏi chỗ này cho tao. Đổ ra đây. Dạ. Ba mẹ, con xin ba mẹ đừng có làm gì ảnh hết. Nè, con á, con hay quá ha. Con trốn đi theo thằng này phải không? Làm nãy giờ hết cha mẹ lo muốn chết luôn à. Qua bên đây. Dạ, xin ông bà. Nếu như ông bà muốn cây tre trăm đốt sẽ có ngay ạ. Có đâu, có đâu. Đâu, có đâu, có đâu. Nào? Dạ, hãy đợi ạ. Nó làm gì vậy? Nó dán á, nó dán chừng nào đủ 100 đốt thôi đó. Trời ơi, dán 15 năm cũng chưa có dính được. Cái gì vậy? Bột ơi! Bây giờ con phải làm sao nữa Bột? Bột đi kiếm thằng nào tên Bột vậy? Bột lộng tiên á, nó mơ ước đó mà. Ông Bột lộng tiên á, làm gì có. Anh đã nói khắc nhập. Dạ. Gì vậy? Khắc nhập. Cao quá. Bà con thấy không? Hả? Cái tre trăm đốm đó. Ông ơi, nó có cây tre cao rồi ông ơi. Cái gì? Chớ đợi mẹ mình gả con gái mình cho nó. Sao mà gả được mà gả? Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ ở trao thở. Trắng thay đổi thành đen. Đúng rồi. Ngang như cua luôn. Rồi. Mày sao? Mày có cây trăm đốm làm gì? Đúng trăm đốm không? Đêm thiêu ngày chết với tao liền á. Vậy mà đổ trăm đốm rồi. Tao lắm, chừng tám mấy đốm rồi cùng. Nếu ông không tin ông cứ đếm thử đi ạ. Trời ơi, mày tao rảnh mà không ra đếm, đông đếm mày tới. Ê mày, tao đâu có khùng đâu. Bây giờ mày hỏi, tao hỏi mày là kiếm được cái cây thang nào mà cao thiệt cao đếm đủ 100 đốt. Mày dễ sợ lắm nha mọi người, nghe không? Nếu tao đếm cây tre này là ý của nó là biểu là tao leo cái cao á. Để tao đếm cây tre 100 đốt của nó. Rồi xong nó ở dưới này nè, nó lấy cái dao nó chặt cho tôi té xuống là tôi thành con tắm, nó thành con cam đó. Trời ơi, tao nói cho biết chưa, bây giờ hả, mày thử mày có 200 đốt đi, tao cũng không ngu đâu, tao đếm. Mày ngơ, giờ tao có gì hả? Ý mày không hiểu gì hả? Là mày ngu quá,
tao gạt mày rồi đó. Đúng làm rồi. Gì mà có chuyện là tao gả con gái ba cho mày hả? Nhưng ông đã hứa với tôi là khi có cây chai chăm đốt là ông sẽ gả cô ba cho tôi mà. Ông không giữ lời à? Tao không giữ. Tao gạt mày đó, đánh tao. Tao gạt luôn á. Tao nói chơi cho vui vậy. Chứ ai gả con cho mày? Trời ơi, đủ thứ khùng kìa. Trời ơi, đĩa mà đèo đôi. Đèo đôi là cái gì? Gì đó, gì đó. Đôi đeo. Đồ mình không. Ông làm như vậy tôi sẽ không phục. Không phục, không phục, không phục. Ông ơi. Gì? Nét mặt mấy người đó không ai phục mình hết đó. Bây giờ phải chứng tỏ làm sao để cho họ phục mình đi. Chứng tỏ cho họ phục không? Được rồi, chồng tao đếm rồi mày. Đếm đi ông. Ông ra đếm cho mọi người xem đi. Ừ. Được mày. Đếm đi. Đếm đi. Đếm đi. Đếm đi. Đếm đi. Mày rảnh mà. Ủa không à. Đuổi hết bây giờ. Đếm đi ông. Bà cũng vậy nè. Tôi đâu có thuộc cũ trương đâu. Tôi thuộc, ông đi đi, tôi đếm cho. Mọi người sao nhắc nhau. Để đếm mất mặt ra. Bắt đầu đếm nè mày. Cái đầu tiên, một. Một. Hai. Hai. Ba. Ba nè. Bảy. Bảy. Đi coi, đếm lộn. Hôm nào thì còn lộn mà nó đếm sao? Tao đuổi hết rồi nghe chưa? Mất mặt quá. Nhớ rồi, ba rồi tới bốn. Bốn nè. Năm. Năm nè. Sáu. Sáu nè. Bảy. Bảy nè. Anh nói khắc nhập, khắc nhập. Chín. Khắc nhập. Bây giờ sẵn đây mình chơi trò chơi luôn nha. Chơi gì? Chơi đồng rắn lên mày đi ha. Nghe tao tu nha. Đồng rắn lên mày. Ông hay là ông nói đi. Biểu nó làm cho mình tách ra đi. Nó có phép thuật đó hồi nãy á. Nó làm gì ngon nói trời của mình bị dính nhau đó, nhớ không? Tôi biết rồi. Nghĩ đi. Mày để tôi đang nghĩ nó. Đang nghĩ đó. Khoai con. Dạ. Con nhìn coi tự nhiên cái một đám đây dính tùm lum gì nó kỳ cục quá. Cái gì đó con? Con nghe lời thương ông đi ha. Dạ. Rồi con cho mọi người tách rời ra đi. Rồi cái ông gả con cái của ông cho con ha. Gả. Ông bà hứa nha. Mẹ hứa. Tìm cách thả ba mẹ em ra. Nói giùm tôi con. Nhưng mà bây giờ con không biết sao cho tách ra hết á. Trời ơi. Tao đứng đây tao bao một ngày luôn chết tao luôn. Nhưng mà tôi không biết làm sao cho tách ra hết á. Con ơi con, anh... con mẹ nhớ rồi. Hồi nãy con ngước hết giờ cái con kêu thằng nào đó. Rồi cái xong cái mẹ. Đúng rồi, để con tìm ông Bụt. Ông Bụt ơi. Ông Bụt đúng rồi. Ông Bụt ơi. Bây giờ con phải làm sao? Anh đã nói cắt xuất. Cảm ơn ông. Cắt xuất. Trời ơi. Đồ bị ổi đê tiện. Đồ mà đê hèn. Trời ơi, nó đấu xử với người già lớn tuổi như vậy nó coi được không? Dạ. Trời ơi. Mày lấy thao nước mày so mặt mày đi. Mày nghĩ sao vợ chồng tao gả con gái tao cho mày? Không sao, tao nói cho vui ai mà gả con mày. Trời ơi. Khách nhập. Chết rồi. Chơi con ơi, giỡn cho con vui đâu chứ ai mà thật hứa con ơi. Còn tên ông nữa đâu? Tên mẹ đi, không mẹ đi. Bây giờ mẹ hứa. Mẹ hứa mẹ phải giữ lời nha mẹ. Ừ, mẹ hứa. Cắt xuất. Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Con ơi. Hên quá. Thôi được, đừng có chửi nó nữa nha. Chửi nó gì, nó kêu cho nữa dính luôn, chắc chết luôn á. Hai bà giỡn gì nữa, ông bà đi về đi, đứng đây làm gì nữa. Giờ đi về đi, giờ tôi từ hôn á, giờ hai bà muốn dính nữa không? Đi đi ngon cái gì, quần áo xúc xổ này chưa sợ nữa hả? Bên trời ơi, đất ơi. Biết sao mà nghĩ, sao mà gái cho đứa con cho hai vợ chồng xúc bắt. Mẹ đuổi rồi đó, mẹ
mày đuổi mày gãi con gái mẹ cho con đó. Ừ. Chạy đi. Bỏ đừng đi. Bao giờ qua chỗ nhà tôi nữa. Qua làm gì nữa tôi gã nó cho khoai đâu. Phải không? Đúng không? Có cái gì đó đúng là mà thấy đúng không? Đúng không? Còn rảnh quá. Ha. Ừ. Chắc muốn dính nữa phải không? Trời ơi. Trời ơi. Đi, lẹ lên. Đi, đi, đi. Ba mẹ đã hứa với em cho anh đó. Anh có vui không? Cô ba, tôi thấy tôi chả có tài cán gì hết. Tất cả đều nhờ Bụt hết. Ba. Em đã nói với anh rồi, cho dù anh không có phép thuật này thì em vẫn theo anh mà. Anh quên rồi sao? Anh Khoai ơi, chúc hai anh chị hạnh phúc. Em đi nha. Cảm ơn Bụt nhiều. Còn đứng đây chi nữa.